Thưa các đồng chí và các bạn, Đảng và Nhà nước ta luôn ủng hộ các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, hướng tới một xã hội tiến bộ, văn minh, văn hóa. Nhưng chúng ta cần tỉnh táo, cảnh giác, không để mắc mưu của các thế lực thù địch thông qua các dự án xã hội dân sự, núp bóng hoạt động thiện nguyện để hoạt động chống phá. Chiêu trò mà Trần Quyết Thắng, phần tử cốt cán của Voice, một tổ chức phản động ngoại vi của Việt Tân, đang thực hiện. Theo dư luận, Trần Quyết Thắng, sinh năm 1985, trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, được ngợi ca là một tấm gương sáng, chàng trai tốt bụng khởi xướng các phong trào vì cộng đồng như thu gom xe đạp cũ làm mới lại để tặng trẻ em nghèo, thăm tặng quà người nghèo dịp Tết, tặng sách xây dựng tủ sách khai sáng, khởi phát các doanh nghiệp thực hiện các dự án tử tế. Nhưng thực chất, Trần Quyết Thắng lại chính là một thành viên cốt cán của tổ chức phản động nguy hiểm Voice, cánh tay nối dài của Việt Tân. Voice tiến hành tập huấn, trang bị, huấn luyện cho học viên các nội dung về đấu tranh bất bạo động, đặc biệt là sử dụng chiêu bài tự do nhân quyền để tiến hành chống phá. Ngoài ra, Voice còn tổ chức cho học viên tiếp xúc với các đối tượng chống đối, cơ hội chính trị để học hỏi phương thức hoạt động, cách ứng phó với cơ quan chức năng. Các học viên sau khi đào tạo ở nước ngoài được tung về nước, trở thành hạt nhân tập trung lực lượng tiến hành chống phá chính quyền. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, năm 2015, Trần Quyết Thắng được Nguyễn Anh Tuấn, trưởng Voice ở Việt Nam, trú tại Đà Nẵng, thu nạp và đưa sang Philippines đào tạo theo quỹ học bổng của Voice, giống như một số đối tượng như Tạ Mạnh Hưng ở Tuyên Quang, Phạm Thị Đoan Trang, Nguyễn Đình Hà ở Hà Nội hay Nguyễn Trung Trọng Nghĩa ở Thanh Hóa. Sau khi về nước năm 2016, trong quá trình cứu trợ lương thực cho một số người dân tại phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Trần Quyết Thắng và Nguyễn Anh Tuấn đã thu thập thông tin liên quan đến sự cố môi trường biển ở một số tỉnh miền Trung để kích động người dân tuần hành biểu tình gây rối tại Hà Tĩnh, đồng thời chuyển tài liệu cho một số đối tượng bên ngoài khiếu kiện quốc tế hóa vấn đề này. Các cơ quan chức năng cho biết, tháng 10 năm 2016, theo chỉ đạo của Nguyễn Anh Tuấn, Trần Quyết Thắng cùng Tạ Mạnh Hưng triển khai chi tiêu gói 80.000 đô la Mỹ của Voice để thực hiện một số dự án xã hội dân sự như xây nhà chống lũ, hỗ trợ vốn cây giống sản xuất nông nghiệp, lập tủ sách tại các vùng nông thôn. Việc lợi dụng danh nghĩa từ thiện, bác ái vì môi trường, vì cộng đồng là thủ đoạn vô cùng tinh vi, thâm hiểm của các đối tượng phản động chống đối, bởi rất dễ lôi kéo nhiều người tham gia, tạo mầm mống, từng bước truyền bá tư tưởng, tạo ra một lực lượng chống nhà nước Việt Nam theo ý đồ của chúng. Đồng thời, dễ kích động quần chúng gây rối, phản ứng lại chính quyền khi các đối tượng phản động bị bắt và xử lý. Điều nguy hiểm là hiện nay, phong trào thu gom xe đạp cũ làm mới để tặng học sinh nghèo do Trần Quyết Thắng phát động đã lôi kéo được hàng chục trường học, nhiều tổ chức đoàn thể trong cả nước, thậm chí cả các cựu chiến binh tham gia, đã lừa phỉnh được hàng chục tờ báo và trang mạng xã hội, trong đó có cả các báo lớn có uy tín cũng viết bài ca ngợi đối tượng Thắng như một mẫu hình làm việc tốt vì cộng đồng. Hiện nay, sau khi nhận ra chân tướng của Trần Quyết Thắng, các báo đã gỡ bỏ các bài viết. Đề nghị các trường học, các tổ chức đoàn thể, nhất là tổ chức đoàn thanh niên ở các địa phương sớm nhận diện, hủy bỏ việc tham gia chương trình trên của Trần Quyết Thắng, không nhận xe từ phong trào của Thắng để tránh tiếp tay cho kẻ xấu chống phá đất nước.